mà này chọn lựa nên thí hay không thí. Lại nữa, thiện hiện, nếu có người chẳng phải người đến chỗ của Đại Bồ Tát đòi xin tay chân và các bộ phận thần, thì Đại Bồ Tát này chẳng nên phát khởi hai tâm phân biệt là thí hay chẳng thí, mà chỉ nghĩ rằng người kia cầu xin điều gì đều phải thí cho vì sao vậy vì đại bồ tát này thường nghĩ rằng ta vì làm lợi ích cho các hữu tình nên thọ thần này các kẻ đến xin đều phải thí cho thấy kẻ đi xin đại bồ tát liền nghĩ này thần đầy của ta vốn vì người kia mà thọ người kia chẳng đến lấy ta còn phải đem đến cho uống nữa là họ đến cầu xin mà chẳng cho ư nghĩ vậy rồi Đại Bồ Tát vô cùng vui mừng phấn khởi Tự cắt các bộ phận mà trao cho họ Lại tự mừng rằng Nay ta được lợi ích lớn Đó là xả thân tạp quế Được thân thuần tịnh Thiện hiện nên biết Ca Đại Bồ Tát hành bát nhã Bà làm mật đa sâu xa Cầu Đại Bồ Đà Nên học như thế